review set quà Tết 380 ngàn. Rất kêu rồi, mới mua mà rất kêu rồi. Thắc mắc quá, trong này nó còn có mấy chai nước ép nho nè. Hôm nay là quyết định luôn, mở thử nước ép nho này ra coi nó có cái gì trong đây. Món 2, món 3, món 4, món 5, món 6, món. Set này thì tôi mua ở gần chợ Kim Biên luôn nha. Thấy đồng bộ màu đỏ đẹp quá nên mua set này tôi trả giá hình như là 420 xuống còn 380 mọi người ơi. Sao cái này là bằng gỗ nha mọi người. Gọi là không phải là nước ép nho của Pháp, tại đằng sau nó có sản xuất ở Hà Nội mọi người. Rồi tiếp tục là một bịch nho nha mọi người ơi. Nho khô cái này được để cho cái bịch cũng rất là đẹp, nhìn cũng sang sang nè mọi người. Cái hộp màu đỏ bên ngoài cũng sang, ăn vô thì ngọt nha mọi người ơi. Tiếp theo là cookie chu kem. Nói chung bên ngoài cũng rất là đẹp nha mọi người, nhưng mà mở ra bên trong thì có cái là bịch một cái, có cái bịch là hai cái. Ui đọc lạ Bình Dương không, mặc dù tụi nó giống y hệt nhau luôn. Giống nhau hết rồi đúng không? Sao có cái có một cái, có cái có hai cái, cũng hai cái bánh đi chang nhau. Mà một cái là một cái bánh, một cái là hai cái bánh. Đọc lại Bình Dương vậy. Giao diện của nó nhìn khác khác nhưng mà ăn vô nó ngon nha mọi người. Cái bánh này ăn vô cũng rất là thơm luôn. Ok la nha. Ủa, tưởng là trà túi lọc nhưng mà không phải, là mọi người, đây trà lá nha. Tiếp theo nữa sẽ là sô cô la nha mọi người ơi. Trong đây sẽ là 8 viên nha, nhưng mà ở bên trong của nó là dạng sô cô la bánh đó mọi người. Mình mở ra bên trong cho mấy bà coi. Trời ơi, ai sợ lỗ khúc này là coi sợ nha, tôi còn sợ nữa mà. Bên ngoài là sô cô la với lại lớp bánh, bên trong là sô cô la trắng nha, ăn ngọt nhưng mà ăn với cái này á mình phải uống trà nó ngon. Bánh cookie luôn luôn đồn. Và cuối cùng sẽ là hộp bánh bự nhất nha. Thì thiệt ra tôi thấy ở bên dưới nó vẫn là để sản xuất ở Hà Nội á. Nó là dạng bánh quy á mọi người, ăn cũng được nha mọi người ơi. Nhưng mà cũng khá là nhiều bánh luôn á. Nhưng mà trong là tôi thích nhất là nho trong cái set quà Tết mọi người ơi. Trong nho trong set quà Tết nó ngon cách kỳ lạ luôn. Tết nào cũng là tôi lẫm hết trơn. Tổng cộng set nãy giờ tôi mua là 380 ngàn. Mấy bà thấy set quà Tết này như thế nào?